Mục tiêu 50 triệu. Mục tiêu 50 triệu là mục tiêu mà chị em bỉm sữa mình phải bán được thật nhiều hơn nữa. Thì ở đây không thể chối cãi là chị em mình rất là giỏi. Đây là cái số tiền thưởng mà chị em mình chỉ vỏn vẹn 20 ngày để nhận được. Thì sau đây mời anh Cường là phó tổng sẽ đọc tên các chị em mình lên nhận thưởng nha. Thật sự thì cảm ơn mấy chị em đã đồng hành cùng chúng tôi. Và đây là số tiền thưởng một số anh chị sẽ được nhận ha. Mời chị Sam, 50 triệu. Đây. Rồi, cảm ơn chị. Má Thủy, má Nhật Thủy, 100 triệu. Rồi, 100 triệu thêm một cặp nữa em. Rồi, qua đây này, qua đây mà. Dạ, dạ. Rồi, đây là số tiền của má ha. Dạ, dạ, cảm ơn má. Cố gắng bóc quyền nha má. Dạ, dạ, mời má. Rồi, mời chị Trang, 150 triệu. Chị Trang ở đây hình như có... chồng chị Trang hả? Rồi, lên, thay mặt lãnh lượng. Ba cọc lần em. Dạ. Ba cọc. Dạ rồi. Rồi, đây là số tiền của chị Trang ha. Ủa, nhiều vậy luôn hả anh? Trời ơi, bao nhiêu đây là nhầm gì đâu chị. Nhiều chị đại lý tổng khác á, họ còn nhiều hơn gấp mấy chục lần nữa kìa. Nhưng mà em nghe nói, em đọc trên mạng là mấy cái vụ này là dễ lừa đảo lắm á. Thưa mấy chị, mấy em, hiện tại thì trên mạng xã hội người ta đăng tải rất là nhiều cái đoạn clip mà kêu là công ty bán hàng kiểu mà lừa đảo á. Thì mọi người cũng đã thấy đó, công ty tụi em bỏ ra hàng trăm triệu để làm tiền thưởng mà tụi em lừa đảo, tụi em đâu được lợi gì đâu. Dạ đúng rồi đó, thì hiện tại bên công ty của chúng em cũng có những cái sản phẩm là trị mụn nè, trị thâm, trị nám. Thì những cái sản phẩm này nó không dành cho người tiêu dùng mà nó dành cho các đại lý bán lẻ nha mấy anh chị. Mấy anh chị chỉ cần bỏ tiền ra kinh doanh thôi thì mấy anh chị sẽ nhận được cái số tiền như là mấy anh chị mới vừa rồi nhận. Cho nên á là mấy anh chị hãy suy nghĩ thiệt là kỹ ha. Tụi tôi á chỉ là muốn giúp mấy anh chị thành công thôi, chứ tụi tôi cũng không có ép mấy anh chị làm việc gì sai trái hết. Cho nên mấy anh chị đừng có sợ. Dạ. Rồi sẵn đây em hỏi một lần nữa là các chị em hay anh chị nào mình cũng muốn nhận vali tiền không ạ? Có, tôi có. Dạ. Có. Dạ rồi. Cái chính Trang lại việc chụp hình à, cho ăn đứt mấy cái bà tổng đại lý kia mới được bán được nhiều hàng hơn. Ơi, làm cái gì mà giờ này về nhà chưa có cơm nước gì hết, rồi bày cái gì tùm lum ra giữa nhà vậy hả? Anh coi chứ tìm người mới đi nha, chứ em sắp nghỉ rồi đó. Ê, đừng có nói với anh đó là cái thằng phi công lái máy bay hôm bữa nó đón khách dọc đường, nó làm rớt điện thoại, nó lừa em nữa đó nha. Nè, đừng có mà mê muội. Thì vậy quá à, cái chuyện nó lâu lắc lâu lơ rồi mà anh cứ nhắc hoài à. Chứ sao nghỉ? Nói gì đây? Xin trịnh trọng giới thiệu với anh. Em bây giờ là giám đốc đại lý mỹ phẩm Thảo Cường rồi. Là em bán mấy cái này hả? Cái gì nữa? Trời ơi Thảo ơi. Tính ra là em làm cho anh. Anh đối xử với em cũng không tệ. Lương cũng không hề thấp. Muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, muốn mua cái gì anh đều ứng lương, anh đều chiều hết cho em mua, đúng không? Ừ. Sao tự nhiên đâm đầu vô mấy cái sáng tạo làm giàu này chi vậy em? Anh hay xa lầy với thành công của người khác quá. Giờ anh thấy em giỏi hơn anh, cái anh ganh tị đúng không? Dạ được rồi. Bây giờ em sẽ ăn diện thiệt là sành điệu, rồi đi dự hội thảo với hàng trăm người. Chứ em không có ở nhà mà em nấu cơm, nấu nước, lau nhà, lau cửa, riết là ngu người luôn á. Gác cái giò lên và xếp bằng lại. Nghe anh bụng nè, và xếp bằng lại. Trời ơi, Thảo ơi. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, đừng có nhẹ dạ cả tin như vậy. Không phải trên đời này á, cái gì á cũng dễ. Kiếm tiền nó cũng giống như vậy, nó không có dễ đâu. Dễ làm giàu như vậy á thì ai cũng trở thành ông này bà nọ rồi, không có ai khổ hết trơn á. Đừng có bao giờ tin mấy cái chuyện này, nó thổi mật ngọt cho lỗ tai em thôi. Ôi mệt anh quá. Em chắc chắn với anh luôn, em sẽ thành công. Lúc đó anh đừng có mà thấy sang mất quần làm họ nha. Ờ được rồi. Thôi đi, em đi vô chụp hình đây, mệt lắm quá. Anh đừng có nói nhiều. Đây ai tiêm nhiễm vô đầu nó mấy cái tư tưởng nó vậy trời. Gì đấy? Cường Thảo à, cả Thảo Cường. Không có nhãn mát. Nhưng... Ủa có đúng cái tên nè. Mà thành phần đâu, nguyên liệu đâu. Rồi công ty nào sản xuất, nguồn gốc sao.
không có công ty chịu trách nhiệm nhập khẩu luôn. Hello chủ tịch. Trời đất ơi, nay đi đâu ăn mặc tính làm đàn em mà nó đen hay gì? Em đi hội thảo. Nữa. Anh đã nói em rồi, quên mấy cái hội thảo đó đi. Bây giờ em muốn kiếm tiền đúng không? Anh cho em đi học xong rồi vô công ty anh làm rồi kiếm tiền, đừng có mơ mấy cái đó nữa. Đây là thu nhập trong 3 ngày của em đó. Thu nhập gì 3 ngày mà nhiều tiền dữ vậy? Đừng có để mấy cái đồng tiền này làm mờ mắt hay chưa. Anh gì? Em kinh doanh mà, chứ em có cầm tiền của ai đâu mà anh kêu em mờ mắt. Anh nói em rồi, cái kem của em á bán cho ai á đem lại đem tiền về trả cho họ đi. Tại vì hồi sáng á anh kiểm tra mấy cái kem của em tuy là nó có nhãn mác nhưng mà nó rất là mập mờ, nó không có thành phần cấu tạo, nó không có công ty, nó không có nguồn gốc sản xuất và kể cả nó không có công ty chịu trách nhiệm nhập khẩu luôn. Nhưng mà em đã bán được cái gì đâu, cái này chỉ là tiền thưởng em nhập hàng thôi. Làm sao? Là có nghĩa là đây là tiền thưởng do em là người nhập nhiều hàng nhất trong team. Rồi nhập nhiều tiền rồi? Em nhập 200 triệu, được thưởng 50 triệu. Wow! Bỏ ra 200 triệu để được lấy lại 50 triệu ư? Wow! Vậy mà em cũng tin nữa hả? Ủa em thấy mình lờ quá trời luôn rồi đó. Ở nhà em còn mấy thùng hàng em chưa bán, bây giờ mà em live stream em bán là em có phải em lời không? Mà hôm nay em tính vô đây là để khoe với anh. Xong rồi em xin anh ứng lương 2 năm để em nhập thêm hàng, em thêm tiền thưởng. Trời đất ơi, nhưng mà Nguyễn à, thôi giờ anh vậy, dẫn qua đó đi. Thôi đâu có ngu, rồi anh qua anh phá anh ta hay sao? Phá cái gì, anh thấy em được thưởng nhiều, anh cũng ham. Cho nên là dẫn anh qua đó đi. Anh nhập hàng tầm 3 tỷ, anh làm tổng đại lý. Xong rồi mấy cái tiền thưởng của anh á, anh cho em hết. Thì không? Dẫn em làm gì? Hứa nhà không có nuốt lời nha, cho yên em tâm. Hết á. Yên tâm, đi dẫn qua đó. Đi. Chị em mình cứ check in, chụp hình sang chảnh, đăng bài nhiều vô. Khi mà người ta thấy uy tín á thì người ta sẽ mua hàng của mình. Nha, chị em mình cứ chụp hình nhiều vô giúp em nha. Chụp hình lên em trai, lấy hình mấy hình sang chảnh nè. Ừ, đúng rồi, em đã chụp vô. Ủa anh ơi, anh cho tôi hỏi là anh có gia đình chưa mà anh vô đây? Tại vì cái chỗ này là dành cho mấy người có gia đình á. Tại anh còn trẻ. Không. Này là ông chủ của em. Ủa, đường chủ vô đây làm gì em? Chào anh. Chào anh. Thật ra thì tôi thấy Thảo kinh doanh cũng được quá, cho nên là hôm nay tôi tới đây là để đăng ký làm tổng đại lý. Tôi đang dự định là nhập hàng từ 3 đến 5 tỷ, không biết là anh chị có đủ hàng hay không? Vậy thì em mời anh xuống dưới ghế anh ngồi, xong cái tụi em nói xong hết đi, rồi xong cái mình lên mình trao đổi ha. Mà trước khi cho tôi nhập hàng thì tôi nhập hàng cũng nhiều, vậy cho nên là anh chị có thể cho tôi biết là nguồn gốc sản phẩm của anh chị đến từ đâu không? Dạ ở công ty dược á anh. Công ty dược nào? Anh chị cứ yên tâm đi, mấy anh chị nhập về đi bán, có tụi em chống lưng mà lo vậy đúng không? Tụi em chống lưng. Anh chị cũng thông cảm, tôi nhập hàng cũng nhiều mà. Vậy còn giấy phép kinh doanh của anh chị và giấy chứng nhận sản phẩm anh chị có không? Có thể cho tôi xem qua được không? Anh ơi, thật ra thì bây giờ á, nếu như mà anh muốn đầu tư kinh doanh sản phẩm bên em á, em mời anh xuống đây. Còn nếu như mà anh có một cái ý gì khác á, thì em nghĩ là chắc tụi em mời anh đi ra. Sao lại có ý gì khác? Tôi nhập hàng đến tận mấy tỷ mà. Mấy cái này là những cái cơ bản mà tôi cần phải biết chứ. Với lại mọi người, nãy giờ mọi người có được phổ biến về giải thưởng trao tặng xe hơi và vinh danh vài trăm triệu đồng thu nhập chưa? Ủa anh này mới vô sao anh biết hay vậy? Anh chị này nãy mới phổ biến xong luôn á. Mấy anh mấy chị là bán hàng online mà không chịu cập nhật gì hết. Mấy cái này nhãn nhãn trên mạng mà, tụi nó có một bài à. Ủa sao lúc nãy anh chị này nói là anh chị có phương thức kinh doanh riêng? Nè anh kia, anh nếu mà có ý định hợp tác á thì tụi tôi sẽ đón tiếp. Còn nếu mà không có thì mời anh ra ngoài ha. Không, cái này tôi thấy anh này nói đúng nè. Ấy là bây giờ tụi tôi là bán hàng cũng lâu rồi, thì bây giờ tụi tôi cũng muốn biết là cái tờ giấy đó nó là sao. Hay là anh chị đưa đây tụi tôi coi đi. Đúng rồi. Ủa nhưng Khoan, bình tĩnh mọi người, bình tĩnh nè. Mọi người cũng lãnh tiền thưởng hết rồi, tụi tôi đâu có lừa đảo gì đâu mà sao mọi người đòi giấy tờ làm chi?
đúng không? Ừ nè nè nè, tôi có ý kiến. Nếu mà mình minh bạch thì cứ đem ra cho mọi người chứ có gì đâu sợ. Đúng rồi, em này cũng nhập nhiều mà anh. Thì chạy. Đứng lại. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Anh đâu chung á? Đứng lại, anh có chạy không? Mấy người có trả tiền cho tôi không? Đó là tất cả số tiền dành dụm của tôi đó. Thì bây giờ á, ôm cái đó bị phạm nó kiếm lại đi. Ai mượn, mấy người ôm vô đâu? Bộ tôi dí vô tay mấy người hả? Mấy người bán cái đồ va ke như vậy, sao tôi dám bán cho người ta? Rồi người ta đặt mặt tôi thì sao? Đúng rồi đó, nè, đúng là mấy người không dí vào tay người ta. Nhưng mà mấy người lợi dụng niềm tin bán mấy cái đồ giả như vậy, không rõ nguồn gốc, đó là lừa đảo đó. Dẫn hết tụi nó lên phường, đi mày. Em hay anh chị nào mình cũng muốn nhận vali tiền không ạ? Có, tôi, có, dạ. Dạ rồi. Em bây giờ là giám đốc đại lý mỹ phẩm Thảo Cường rồi. Mấy cái này nhãn nhãn trên mạng mà tụi nó có một Anh ơi cho tôi hỏi thăm chút xíu là anh hay bán vòng vòng ở đây đúng không? Dạ đúng rồi, bán vòng vòng đây nè, có chuyện gì không anh? Hồi nãy thật ra là tôi có mua cái mắt kiến này ở vòng vòng khu vực này. Trong lúc mua thì tôi là có làm rơi cái điện thoại, không biết là anh có nhìn thấy cái điện thoại nào không? Anh mua của con nhỏ mà nó ốm ốm người à, mà nó nhoi nhoi đúng không? Đúng là sao anh biết? Thì nãy nó kể nó nói là bán cái kính cho anh gì đó bự bự. Mà nó nói xong rồi nó chạy đi bẻ khóa điện thoại rồi. Cái gì? Ủa, bẻ khóa điện thoại để làm cái gì anh? Ông nội đẹp trai mà khờ với trời. Thì nó bẻ xong rồi lấy nó xài. Sao điện thoại của tôi lại bẻ khóa để xài là sao? Mà nhỏ cũng kỳ luôn đó thiệt anh nha. Nãy tôi nói nó, tôi khuyên nó là thôi trả điện thoại lại cho người ta đi. Nó đâu có chịu đâu, nó nói là tôi lậm mắt gì cho xin lợi. Kỳ, tính kỳ lắm. Sao lại có cái người loại người như vậy trời? Anh ơi, anh biết cô bé đó đem cái điện thoại của tôi bẻ khóa ở đâu không? Ông nội tôi biết á, mà nó chạy lẹ lắm. Nó là nó đi ra tiệm điện thoại sao biết. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Ê, mua giùm cái nón đi. Rồi rồi, bao nhiêu tiền anh? 20 ạ. Tôi gửi anh 50. Không thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Mất điện thoại mà hào phóng dữ ta.